Honda E-Blade, một trong những phần quà giá trị mà hãng màn hình ô tô Z-Tech ủy quyền cho Sanka Garage, hệ thống Auto 365 tại Vĩnh Phúc, trao tặng cho những khách hàng may mắn trúng giải trong chương trình lắp Android Box màn hình Z-Tech 100% trúng quà. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 với rất nhiều phần quà giá trị. Giải nhất, ô tô Toyota Cross. Giải nhì, 3SH125i. Giải ba, 20 Honda E-Blade cùng hàng ngàn phần quà khác. Số hotline 0813 365 365 hoặc truy cập vào link. Hãy đến Sanka để được tận hưởng trải nghiệm màn hình Android dẫn đầu hiện nay và tham gia chương trình quay số 100% hôm qua. Xin cảm ơn.